Tiểu sử ông Lê Thành Long. Ông Lê Thành Long sinh ngày 23 tháng 9 năm 1963, là một chính trị gia Việt Nam. Ông hiện là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh. Ông Lê Thành Long sinh ngày 23 tháng 9 năm 1963, quê quán xã Quảng Thọ, huyện Quảng Sương, nay là phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông hiện cư trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Về giáo dục, ông học trung học phổ thông hệ 10/10. Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Luật tại Liên Xô cũ, tốt nghiệp thạc sĩ luật tại Canada. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ về luật quốc tế tại Nhật Bản. Ông thông thạo tiếng Nga và tiếng Anh. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Về sự nghiệp, từ tháng 11 năm 1987 đến tháng 12 năm 1990, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 12 năm 1990 đến tháng 12 năm 1991, cán bộ ban thư ký Ủy ban sông Mekong quốc tế tại Bangkok, Thái Lan. Từ tháng 12 năm 1991 đến tháng 4 năm 2003, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế, rồi làm thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, sau đó học thạc sĩ và tiến sĩ ở nước ngoài. Tháng 4 năm 2003 đến tháng 12 năm 2008, chuyên viên, sau đó là Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp. Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 10 năm 2011, Vụ trưởng Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật Bộ Tư pháp. Từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 3 năm 2014, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 9 năm 2015, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tĩnh. Từ tháng 9 năm 2015 đến tháng 4 năm 2016, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, ông được phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 năm 2016, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. Ngày 27 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14, ông được Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam. Ngày 13 tháng 8 năm 2016, theo quyết định số 343 QĐ-NSTU của Bộ Chính trị, ông là Ủy viên Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 23 tháng 5 năm 2021, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang. Với số phiếu đạt tỷ lệ 75,25% số phiếu hợp lệ, tại đơn vị bầu cử số 2 gồm các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng và Châu Thành. Xin cảm ơn quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của chúng tôi giới thiệu về tiểu sử ông Lê Thành Long.